Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. À, thằng nào bắn vậy? Có giỏi qua đêm ấy, có giỏi qua đêm ấy, có giỏi qua đêm ấy. Xanh mộ nha em, cầm hẳn xuống tự luyện, mở PO đúng ngay và bắn sao luôn nhá. Đậu xanh tưởng là chơi kẹo mà dễ à. Mình qua thì nó đang sấy mình này. Ok ok đây. Lên từ 2 con nào anh em ơi. Và mình sẽ lượm sao cái đã. Ui, sự có một ít này. Ngon chơi anh em, toàn là trang bị ngon mà thôi. Thế này thì ghê rồi. Cùng kẹo tiếp tục đi sang mạng anh em ơi. Kẹo nhớ là còn một đứa ở ngay phía này nữa thì phải này. Không biết là có ở trên nhà này không. Không có anh em ơi. Trên nhà này thì kẹo chưa thấy ai cả. What the hell. Ok, liệu trò này. Đây mình sẽ chạy đại qua phía này anh em. 40 người chơi nữa cả. Ok ok đây. Để xem nào các bạn ơi. Phía này thì sao nhỉ. Ok ok, không có ai cả nữa. Đậu xanh. Vắng quá ta. Nó lại vắng quá nhỉ anh em. Rồi nhá, ngon. Ok, đổi qua Scar để sấy một xíu nhỉ anh em ơi. Kẹo thì best Scar rồi. Thấy không? Ui, còn máu nữa hả? Ui, ba lô 2 mà chứa được nhiều đấu phết nhỉ anh em. Nói chung là ngon, let's go. Khu này hiện tại là kẹo còn chưa thấy thêm ai nữa cả. Ôi, đậu xanh. Hơi chán như các bạn ơi. Coi phía này con nào. Trên nhà cũng chỉ toàn là đồ thôi anh em ơi. Đảo thiên đường này cũng nhận là kiếm người hơi khó đấy. Nhiều khi là mình cảm giác là kiếm người nó là khó VCH anh em ơi. Phía dưới này và đậu xanh. Ui toàn có đồ thôi à. Có chảo này, để cái chảo chảo màu nhá. Chắc là mình sẽ chạy tạm một con xe này vậy. Mặc dù là biết là con xe này thì kẻ địch nó khá là dễ sới nhá. Ok mọi người, và chúc mọi người xem live vui vẻ. Đây đây. Không biết là có xe mới không nhỉ. À xe chỗ ngon này. Thế này thì quá ổn rồi. Tuyệt vời quá đã nha anh em. Đây, bây giờ thì kẹo và các bạn sẽ cùng chạy đi săn mạng nhé. Ok ok đây. Ui, lấy xe hơi ngáo tí, sorry anh em. Let's go nào mọi người. Chạy thẳng lên phía NVK này con nào. 29 người chơi nữa ở trong cái ván đấu này cả. Ok. À, lấy con xe này cho ngon nha anh em. Bạn ơi, có giỏi sới xe mình đi bạn ơi. Mình biết là bạn ở đây mà. Đậu xe này bạn ơi. Ui. Đậu xe này bạn ơi. Ui. Đậu xe này bạn ơi. Dám sấy nổ xe mình cả. Mình chỉ đùa thôi. Thanh này. Láo quá cơ em ơi. Sấy hẳn xe của sĩ kẹo là mình biết ghê cỡ nào rồi. Ok ok mọi người. Thế là thôi xong, nát mất tiêu con xe. Tranh thủ lút thân đồ nha mọi người. Bom keo các kiểu này. Ngon. Mình sẽ vứt cái này đi. Lượm thêm bom keo nha anh em. Đó tuyệt vời. Lựu đạn thì cũng là một cái trang bị khá là cần thiết nhá. Đây anh em, nhưng mà thôi. Lượm thêm đạn xuống trường cái đã. Đơn giản là lúc nãy thì đạn xuống trường hơi bị ít nha. Ok các bạn ơi. Tự thương thì ít vậy cũng khá là ổn rồi. Let's go. Uầy. Còn lại có mấy người đây anh em. Còn lại 24 người chơi nữa ở trong cái ván đấu này cơ à. Ít người vậy. Lên phía trên này cái đã anh em ơi. Wow. Bây giờ xem là còn cái nâng giáp hay không anh em ơi. Ngon. Nâng lên giáp 4 rồi nha anh em ơi. Quá đã. Thế này thì ổn rồi các bạn ơi. Ok tuyệt vời, ngon. Có được giáp chúng nổ nhá. Let's go nào anh em. Vị trí đã bị lộ hả, nhưng mà có ai đâu. Không có ai trong UAV cả, nên là kẹo đâu có xe đâu các bạn ơi. Đấy đấy. Sợ gì. Phía này thì sao nhỉ anh em ơi. Wow.
Phía này hiện tại là kẹo không thấy một ai đấy. Buồn ghê ta anh em. Buồn như này ai chơi. Đây đây. Qua tại phía này nha các bạn ơi. 23 người trên đấy cả. Ok ok đây. Chạy lên phía này thì coi nào. Wow. Không thấy thêm một ai nữa này. Ui. Mà tại sao mà mình lại thấy các bạn ấy kêu nhau nhanh như vậy ta. Bo đầu tiên còn chưa thu sau nữa cơ mà. Mà cậu lại kêu nhau gắt vậy. Đảo thiên đường này nhiều chỗ. Có khi là mình sẽ qua thử hai đảo bên kia coi. À đây. Có thêm mạng rồi nhanh em ơi. Mà chạy à. Thua xong. Thôi sao mà chạy à? Ui đừng cãi mặt của mình. À tưởng là chúng nó cãi mặt của mình thì mình xây cho nó xanh mộ rồi nhá. Đây Hải ơi. Nào. Ui. Đấy hả? Đậu xanh em ơi. Xanh mộ cho em. Ok. Và kẹo đã có cho mình được mạng thứ tư rồi nhá. Đây. Phía này. Có ngay người đấy nha. Úi sợ bạn ơi. Bạn làm gì con này? Bạn gì con này vậy? Đậu xanh nha. Đậu xanh bạn ơi. Ui. Đậu xanh bạn ơi. Xanh mộ cho bạn. Đây rồi nha mày. Và kẹo hiện tại đã có được 33 nhá. Quá là ổn rồi nha. Đây nha. Lượm thêm món kẹo cái nhỉ. Tuyệt vời. Mình cũng sẽ lượm thêm máu nữa nha anh em. Lượm thêm tiểu máu này. Ổn rồi nha mọi người ơi. Trang bị thừa thì kẹo sẽ vứt bớt đi nhá. Đó, trang bị nó thừa vứt luôn đi nha anh em ơi. Vì là kẹo đâu có cần đâu. Đổi vị trí món kẹo lên này. Ok đấy không. Quay lại và lượm xác bọn kia nữa nhỉ anh em. Đây rồi anh em ơi. Đó, hòm sắt lúc nãy là kẹo Q xong còn chưa kịp lượm nữa này. Bom kẹo lựu đạn các kiểu anh em thì ghê chưa, ngon chưa. Có một ít thì hiện tại kẹo đã có cơ anh em. Bắn nhầm nữa. Ờ mình có 7 bom kẹo rồi cơ. Tầm này bom kẹo cũng khá là ổn rồi đấy cơ anh em. Vâng, vậy là kẹo đã có được 5 kill ở trong cái ván đấu này. Ui. Còn lại có 16 người nữa thôi. Ui. 16 người nữa thôi anh em ơi. Ít người vậy. Đây. Các bạn hãy cùng kẹo đi săn mạng nhé. Lượn lờ coi biết đâu là chúng ta sẽ kiếm được nhiều thanh niên hơn nữa nha. Chắc là mình sẽ phải qua mấy cái đảo bên cạnh thôi. Chứ còn là đảo này thì tương đối là hết người rồi anh em ơi. Ui, qua mấy đảo bên cạnh nhưng mà nó ngoài bom cả rồi. Nên là thôi. Lượn một vòng cái đảo chính đây nha anh em. Cứ lượn một vòng kiểu gì là cũng sẽ có thêm mạng nhá. Còn lại 16 nữa các bạn anh em. Đâu có ít người đâu. Ok mọi người. Đây qua phía này. Úi dồi ôi. Bẻ lái hơi bị gà anh em ơi. Chạy xuống phía này. À đây à. Em ơi đây à. Thế chuẩn bị xuống xe đây em ơi đừng có chạy. Ôi chú tưởng là chú chạy được với anh cơ. Chú tưởng chú chạy được với anh cơ. Đậu xanh em ơi. Ui. Đậu xanh em ơi. Ui. Đậu xanh em ơi. Chạy cơ. Thanh đây này. Trời hơi ngáo rồi em ơi. Lại tính là dùng cả xe quân đội để lên dốc chỗ này á. Thật là ghê rồi. Ngay cả anh cũng cảm thấy là anh phải sợ chủ cơ. Lấy con nào các bạn ơi. Anh em đã thấy thêm ai chưa nhỉ? À, như vậy là tiếp theo thì Bo sẽ thu lên trên cái khu vực đó là khu vực cánh đầu nha mọi người. Nhưng mà kẹo vẫn muốn lượn lờ ở khu vực dưới cái đá. Xong là chúng ta sẽ lên phía trên sau nhé anh em. Ska tay súng 3 ổng ngắm 1x cộng với đó là mình đang có toàn là những cái trang bị ngon anh em ơi. Nên là cầm Ska sấy công nhận là gắt vãi chuẩn ấy. Ui. Lại tông một tảng đá nữa. Sorry anh em. Vừa chơi lại vừa mải đọc comment của anh em. Thôi xong. Let's go đây anh em. Và mình sẽ chạy lên theo phía NE nhá. Ok ok đây. Các bạn thì mới nên là chạy con luôn nhá. Chạy con luôn xem là kiếm được cái món gì ngon không anh em ơi. Thỉnh mới này anh em ơi. Nó là thỉnh FD. Nên là không có đồ gì ngon cả ngoại trừ là mấy ba đạn súng trường. FD thì mình hơi chán bởi vì là mình không có thích chơi FD nhá. À đây. Ui. Đây rồi anh em ơi.
ngay chỗ này. Một đứa cho nhà nhá. Lại còn bắt anh chạy xung quanh nhà chú nữa à? Đậu xanh em ơi, bắt anh chạy xung quanh nhà chú à? Thanh đây này. Anh thừa thì chú gì nhá. Ok, quần máu có đá mọi người ơi. Tưởng gì chứ còn như này đơn giản. Ui. Đâu vậy anh em ơi? Chúng nó ngoài gã dao và chảo này. À đây. Hey, hey. Ui, gặp ngay team up rồi các bạn ơi. Ui, trận team up là có 5 bạn team up cả. Ok ok, ngon. Ui dồi ôi, tuyệt vời anh em ơi. Ui, what the hell, thằng nào vậy? Gã team up này anh em ơi. Bạn ơi, bạn ơi, đừng, 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 bạn ơi. Đừng, bạn ơi, đừng. Bạn ơi, đừng. Đừng làm như vậy chứ. Đừng như vậy chứ bạn ơi. What the hell, các bạn bắn nhau loạn xình ngầu vậy. Thế này kẹo thì các bạn cũng bắn ghê rồi. Đậu xanh. Mày sao hàng rào? Mày sao hàng rào? Ở đây. Hay nhỉ em ơi. Ok, xem mộ nhà em. Thế là xong, không có team up gì cả nữa anh em ơi. Hey. Hey bạn ơi, hey. Bạn ơi đừng bắn mình nhá. Ôi bạn ơi, what the hell, ghê vậy. Còn máu có đá mọi người ơi. Ngay phía trên cả. Ok. Thế dụng nha em ơi. Tuyệt vời. Vào tạm nhà cái đã anh em ơi. Ok ok đây. Đứng tạm đây nha mọi người. Nãy gặp mấy đứa team up xấu, chơi xấu quá anh em. Ten 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 ten. Sời 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 anh em ơi. Đây, còn lại mấy đứa nữa cơ. Bom keo các thứ thì kẹo đủ cả. Đây chắc là kẹo sẽ ra ngoài lút thêm ít đồ cái đã. Đây anh em ơi, kẹo muốn lút thêm một ít máu nữa cơ. Bây giờ đang thiếu máu mà anh em. Giáp 4 này các bạn ơi, thêm máu này. Bom keo quá nhiều rồi. Lấy con nào anh em ơi. Anh em ơi, let's go. Ok ok. Trận nào các bạn ơi. Hello mọi người và chúc mọi người xem live vui vẻ nhá. Đây rồi. Nếu mà tính là 3 đứa đây thì còn 5 đứa nữa anh em ơi. Còn 5 người trận nữa nhá. Ok ok đây. Lên phía trên này thì coi anh em ơi. 5 thằng nữa cả. Ok ok đây. Cố gắng kiếm tốc một nha anh em ơi. Ở đây có 3 bạn team up rồi. Tôi với 2 người bạn nữa team up nhá. Ui, tai nạn xe cả ở ghê vậy. Đậu xanh trên này có vẻ như là bắn nhau hơi căng đấy anh em ơi. Không thấy ai ở đây cả anh em ơi. Vắng có mặt các bạn. À đây, đứa ngay phía này này. Đậu xe này, đậu xe này em ơi. Mày chạy à? Đậu xe này các bạn ơi. What the hell. Quầy gắt vậy sao chơi hả anh em ơi. Một đứa này, một đứa này. Úi dồi ôi. Xem luôn đi nhỉ anh em ơi. Này, xanh mộ này. Ok ok. Mày tính đâm bọn anh à? Thế này là chú hơi bị to gan đấy. Có một đứa ngay phía trên nữa anh em ơi. Ok ok đây. Xem mày ở phía trên được bao nhiêu lâu nhá. Vậy là chỉ còn có 2 thằng nữa thôi anh em ơi. Ok ok đây. Một đứa đang ở ngay phía trên rồi các bạn ơi. Ơ à, bây giờ là còn lại có một thằng cuối này anh em ơi. À cuối đây rồi. Thằng cuối đây rồi anh em ơi. Thế này. Hey. Hey. Bạn đây bạn ơi. Hey. Vào trong bọn trước nhà anh em.
Vào trong trước nha các bạn ơi. Ok đây được rồi. Được rồi các bạn ơi. Xem luôn nhỉ. Đậu xanh xem luôn nhỉ. Mày chạy với anh à? Xem một cái nữa nhá. À một cái này. Đậu xanh nhà em ơi. Bong cái này em ơi. Ok đã xong. Tuyệt vời. Úi giời ơi. Ơ còn một thằng nữa cả. What the hell, hẳn là có một thằng nữa cả. Đây rồi anh em ơi. Làm gì mà căng hả bạn ơi. Làm gì mà căng hả bạn ơi. Ui. Ok đã xong nhá. Tuyệt vời. Xong rồi anh em ơi. Như vậy là hoàn thành chiến dịch team up nha mọi người. Úi giời ơi. Nhảy nó anh em ơi. Ăn mừng nè các bạn ơi. Bật nghe vào này. Chơi team up với mẹ này vui quá cơ. Bật nghe vào này anh em ơi. Tên là tên. Chơi team up vui quá nhỉ nhẹ. Hai cái bạn này nữa này. Đấy gọi là chơi team up cùng với những thanh niên gọi là chơi rất là nghiêm túc nhá. Không có chặt chém nhau gì cả. Ôi bạn ơi đừng. Đừng có chém mình bạn ơi, mình sợ. Đây rồi nha em. Đây bo đã thu rất là nhỏ rồi nha anh em ơi. Bo càng ngày càng nhỏ rồi nha các bạn ơi. Wow, cái kia là ở mãi phía dưới cả. Ok ok, để con nào. Bo thu tại đây thì phải anh em ơi. Chắc là vậy à. Ôi bạn ơi đừng. Đừng bạn ơi đừng bạn ơi đừng. Đừng bạn ơi đừng. Đừng bạn ơi đừng. What the hell các bạn này. Các bạn bắn nhau vào cuối cả. Ui giời ơi gãy cánh rồi anh em ơi. Như vậy là team up đến mức cuối thì được có 3 bạn thôi anh em ơi. Kẹo gãy cánh rồi. Buồn ghê cơ. Như vậy là mình chỉ dừng lại top 3 thôi anh em ơi. Chán quá cơ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.